Sau đây chúng ta hãy xem hình thức kỷ luật của giáo hội đối với ông thầy Thích Nhuận Đức là gì. Trên báo Giác Ngộ Online mới đăng cách đây 1 giờ, giáo hội nghiêm cấm đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức. Liên quan những video thuyết giảng nghi lễ do đại đức Thích Nhuận Đức trên không gian mạng bị dư luận phản ánh cho là phản cảm, hôm nay ngày 6/6/2024, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông báo chính thức về hình thức kỷ luật đối với vị này. Và đây là hình ảnh mới nhất. Đại đức Thích Nhuận Đức nhận lỗi và bày tỏ sám hối trong buổi họp ngày 4/6/2024 tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông tin từ văn phòng 2 Trung ương cho báo Giác Ngộ biết giáo hội nghiêm cấm đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức trong 1 năm. Đại đức Thích Nhuận Đức phải sám hối chư tăng và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời bị kỷ luật biệt chúng tổ đình hộ pháp thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và giao ban chính trị Trung ương, ban kiểm soát Trung ương và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với đại đức Thích Nhuận Đức trong vòng 1 năm. Sau 1 năm, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì oai nghi giới luật của đại đức Thích Nhuận Đức. Đó là những nội dung kết luận theo thông báo 223 / thông báo hội đồng trị sự văn phòng 2 do thượng tọa Thích Phước Nguyên, phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ký và thông tin đến ban giám mục. Trước đó thì vào ngày 4/6/2024, lãnh đạo ban thường trực hội đồng trị sự, lãnh đạo các ban hoằng pháp pháp chế kiểm soát, thông tin truyền thông và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với đại đức Thích Nhuận Đức tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc được xác nhận là trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua lưu truyền các video, trong đó có các phát ngôn nội dung thuyết giảng của đại đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ giáo lý giáo luật Phật giáo, đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của ban hành pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các phát ngôn và thuyết giảng này đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông báo 223 TB hội đồng trị sự văn phòng 2 nhận định. Tại buổi làm việc vào ngày 4/6/2024, sau khi xem xét đánh giá và chỉ ra các sai phạm, đại đức Thích Nhuận Đức đã xin sám hối chư tăng và giáo hội. Và đây là hình ảnh mới nhất của cái buổi họp ngày hôm nay để giáo hội xử lý thầy Thích Nhuận Đức. Trong thư sám hối vừa phổ biến trên mạng xã hội chiều nay, ngày 6/6/2024, ký bởi đại đức Thích Nhuận Đức cho biết vị này đã nhận thức về sai phạm của mình. Con được quý ngài chỉ dạy những điểm sai và con đã nhận thức ra những sai phạm của mình. Con cảm thấy mình có lỗi quá nhiều và làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, ảnh hưởng đến hình ảnh trang nghiêm của chư tôn đức tăng ni nói chung. Thư sám hối của đại đức Thích Nhuận Đức có bày tỏ. Đại đức Thích Nhuận Đức cho biết kể từ ngày 4/6/2024 sẽ xin sửa sai, khắc phục hoàn toàn. Đại đức là lớn lắm đúng không thưa thầy? Con đều gỡ xuống hết. Bên Phật giáo nếu mà dùng từ đại đức là lớn lắm đúng không? Giảng trong vòng 1 năm để thời gian chuyên lo sám hối, vị này bày tỏ đúng như dụ về chùa đúng không? Liên quan tới hiện tượng này thì báo Giác Ngộ đã nhận rất nhiều phản ánh ý kiến bày tỏ bức xúc về vấn nạn có những vị giảng sư sai kinh điển, phản cảm và phát ngôn tùy tiện trên mạng xã hội, dẫn dụ lục nhân quả theo tư ý gây hoang mang xã hội, dẫn dắt quần chúng tín đồ theo hướng không phù hợp với chánh pháp và truyền thống Phật giáo Việt Nam cũng như chủ trương của giáo hội. Trao đổi với báo Giác Ngộ vào ngày 17/5/2024, thì thượng tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết giáo hội sẽ làm việc và chấn chỉnh thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên không gian mạng xã hội. Như vậy đây là toàn văn những cái gì mà phía báo Giác Ngộ đưa lên, và bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam văn phòng 2 Trung ương đã có một cái cách xử lý. Chúng ta để ý cách xử lý này có 2 vấn đề. Thứ nhất đó là, anh chào Nguyễn Dung, nghiêm cấm đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức. Dưới mọi hình thức chúng ta hiểu là sao? Trên mạng cũng không mà offline cũng không, tức là không được phép tụ tập dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là có 1 người 2 người tới thì cũng không được thuyết giảng. Thứ hai đó là biệt chúng trong vòng 1 năm. Có 2 ý trong cái cách xử lý của biệt chúng là không gặp, không được gặp công chúng ha. Thích Nhuận Đức chúng ta rõ biết rằng đối với những cái bài giảng mang tính phản cảm, trái với chánh pháp của đạo Phật, trái với chánh giới luật của Phật giáo, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị xử lý. Cho nên đối với những vị thầy khác, những vị tăng ni, bữa giờ có theo dõi mấy vụ này, có hiện tượng như vậy, thì quý vị nếu có thấy, quý vị cứ gửi thông tin phản ánh về báo Giác Ngộ. Chúng ta không cần phải loan tin ở đâu nhiều, mà cứ gửi thông tin về báo Giác Ngộ. Và trong trường hợp báo Giác Ngộ cảm thấy là vị đó có diễn giải những vấn đề đó khá là phản cảm, đi ngược với giới luật của Phật giáo, thì chắc chắn người ta cũng kiến nghị sẽ có cách xử lý. Còn chuyện của ông thầy Thích Chân Quang, mình hiểu là quý vị cũng đang rất là quan tâm, nhưng thôi, từ từ, đây mới chỉ là cái vế một, xử lý một chuyện, còn một chuyện thứ hai rồi đâu nó cũng vào đó. Hy vọng rằng những ai có niềm tin với Phật giáo, chúng ta lỡ có bị ngộ nhận trong một số câu chuyện của một số vị
tăng ni khác đó, thì chúng ta cũng đừng vì vậy mà chúng ta quay lưng với Phật giáo hay là chúng ta lên án một cách quá ư là khốc liệt. Đấy, cuối cùng rồi chúng ta cũng tìm đến với mái chùa, và rồi mọi thứ cũng trở về đúng với hiện trạng ban đầu của nó. Biết rằng sự ảnh hưởng đối với Phật giáo là rất nghiêm trọng, không thể một sớm một chiều mà khắc phục được hết đâu quý vị. Qua đây thì cũng mình thấy rất là cảm ơn phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những cái bước xử lý chỗ thầy Thích Dụng Đức rất là kịp thời, để mà giảm bớt cái sự phẫn nộ và đối với một số người họ đang gây áp lực với giáo hội để xử lý thầy Thích Dụng Đức. Và xin nhắc lại là chỗ thầy Thích Dụng Đức á, thì mình cho rằng những người mà Phật tử nam giới không có nhiều đâu quý vị, chúng ta cũng hoan hỷ với cái cách xử lý của giáo hội để chấn chỉnh. Và nhiều khi á, là quý vị bị dẫn dắt bởi ông Thích Dụng Đức mà quý vị không nhận ra được là nó đang đi sai với chánh pháp quá mà. Đây không phải là một cái gì đó để chúng ta hoan hỷ chờ đợi một năm tiếp theo, biết đâu lại có một thầy Thích Dụng Đức hoàn toàn rất là trí tuệ để mang lại những bài giảng đúng chánh pháp, góp phần gọi là hoàn pháp, độ trì chúng sanh, rất là tích cực đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo. Xin chào lại tất cả mọi người. Thì vừa rồi thầy Quang có mời mọi người cùng xem cái thông tin mới nhất liên quan tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là bên phía giáo hội Phật giáo Việt Nam á, họ đã đưa ra một cái quyết định, là gọi là chúng ta hiểu nôm na là cái kỷ luật đi, xử lý kỷ luật. Cảm thấy thứ nhất, xử lý kỷ luật là cụ thể về ông Thích Nhuận Đức. Thì hôm nay thì rõ ràng là bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa ra hình thức kỷ luật ông Thích Nhuận Đức. Thì thưa quan tin rằng là tức là bên Giáo hội Phật giáo họ đã tìm hiểu và họ đã cho tìm ra vấn đề là sai như thế nào, ông Thích Nhuận Đức sai ra sao và có biện pháp xử lý kịp thời, như vậy là mình thấy cũng ok. Cá nhân thưa quan thì quan thấy cũng đồng ý thôi. Đó, thì cái điều đó hoàn toàn đúng đắn thôi. Thì còn những cái vị nào nữa thì thưa quan tin rằng á, Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ sẽ làm trong sạch thôi. Thật đó. Càng nghĩa nhất đúng không, Giáo hội Việt Nam họ cũng đang làm thôi. Bởi vì quan điểm thưa quan rất rõ ràng, nói gì thì nói, gọi là triết lý nhà Phật hay là các tôn giáo khác cũng vậy thôi, những tôn giáo mà được nhà nước Việt Nam công nhận á, thì họ cũng chỉ luôn hướng con người tín đồ của mình đi theo cái hướng gọi là chân thiện mỹ thôi, chứ không ai mà hướng mà tín đồ của mình làm bậy hết. Cái đó cái nhất. Thì dĩ nhiên mà đúng không, trong cái xã hội đã là con người rồi, thật sự đã là con người rồi, thì đâu đó thì cũng phải có sai sót thôi. Cái chuyện đó thì tôi quan nghĩ đó là cái phần tất yếu. Thì cái vừa qua thì mọi người cũng thấy rồi, nó ồn ào lên vấn đề là thầy này thầy kia, và nó đẩy cao trào lên giống như dồn ép là giống như là Giáo hội Phật giáo nát rồi, đúng không mọi người thấy không? Tức là cái cường độ gọi là trên không gian mạng ấy, nó muốn đẩy câu chuyện theo cho người dân đi theo cái hướng nhìn đó, thì thưa quan không đồng tình cái điểm đó. Mặc dù mình không phải bên Phật giáo, nhưng mà cá nhân thưa quan không đồng tình. Bởi vì sao? Nói gì thì nói đúng không, chúng ta phải thừa hiểu như thế này, cái gì nó phải có tổ chức chứ không phải tổ chim. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Là một tôn giáo lớn được nhà nước Việt Nam công nhận và bảo hộ. Có nghĩa rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm gì thì vẫn là cái có sự phối hợp hoặc tác động của pháp luật nhà nước Việt Nam, đúng không ạ? Thì ngược lại dưới giáo hội á, chúng ta nói là dưới cái trong phạm vi của giáo hội thì họ cũng có những cái khung hình phạt hay là chế tài hay xử lý gì theo quan nói. Tức là nó cũng na ná, nó cũng tương tự như một cái mô hình xã hội thu nhỏ thôi, đúng không? Một vài con sâu mà, đúng không? Một vài con sâu thì đâu thể mà quy chụp cho cả một cái giáo hội được. Như vậy là không đúng, chúng ta như vậy là không đúng. Cho nên tôi quan hoàn toàn là phản đối cái chuyện đó. Ông nào sai, rõ ràng chứng cứ ok. Cũng giống như là cái công cuộc đốt lò của Bác Trọng vậy thôi, đúng không? Ông nào sai, không có buộc cấm, xử lý triệt để. Rất đồng tình, rất ủng hộ. Không thể bị một hai con sâu mà quy chụp cho cả thế này cả thế kia được, đúng không? Thì đó là cái câu chuyện về mặt giáo hội Phật giáo Việt Nam và họ đã có hướng xử lý như thế nào. Thì cơ bản chúng ta đã thấy là rất là rõ, đúng không ạ? Rất là rõ, đúng rồi. Còn liên quan về vấn đề là cái chuyện cúng dường á, thì bên Phật giáo như thế nào thì thưa quan không biết, nhưng mà thưa quan chỉ nghĩ đơn giản như thế này nè. Cái chuyện cúng dường
ngay cá nhân chúng ta thì chúng ta hiểu là gì, là chúng ta chung tay, đúng không? Ví dụ thời gian thờ quan theo bên Thiên Chúa giáo thì chung thờ quan chung tay với nhà thờ, với là gọi là giáo hội, đúng không? Thì ngược lại bên Phật giáo cũng vậy, họ chung tay với chùa, với giáo hội Phật giáo Việt Nam, là góp một chút gì đó thôi, chứ thực ra góp một chút gì đó thôi để chung tay với giáo hội để bảo vệ, bảo tồn cái tôn giáo tín ngưỡng của mình. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì đâu đó cái chuyện đó thì tôi quan tin rằng là chắc mọi người cũng biết rồi, cũng phải dùng vào cái việc giống như ngân sách dùng vào cái việc gì, xây dựng chùa chiền, rồi tổ chức là có những cái chương trình gọi là thiện nguyện á, đúng không? Ví dụ cơm cháo, hay là nuôi các em nhỏ cơ nhỡ, các em nhỏ mồ côi, hoặc là các em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, vân vân, và tạo điều kiện cho các em nhỏ nó học hành, học chữ, hoặc là học giáo lý nhà Phật, vân vân. Thì cái đó cũng phải tốn kinh phí rồi mọi người, đúng không? Cái đó cũng phải tốn chi phí rồi, giống như chúng ta cũng vậy. Chúng ta hàng tháng hàng gì đó, hay hàng ngày, giống như mà bên Phật, đúng không? Thí dụ hàng mùng 1 hay mùng rằm gì đó thì thường thường cũng đi lễ chùa. Thì nói chung là mình khi mình cúng dường thì mình cũng làm một thể hiện cái lòng thành tâm gì đó một cách rất là vô tư và không suy nghĩ, đúng không? Không suy nghĩ, không đắn đo về cái khoản mà mình cúng dường mình đã bỏ ra. Và rõ ràng một cái điều nữa, chúng ta phải sòng phẳng với nhau luôn, cái chuyện cúng dường theo cái nhìn nhận của thầy quan á, đâu có ai ép buộc đâu, đúng không? Không ai ép buộc hết. Đồng ý là có những ông thầy ha, ông sư gì đó có những cái lời thuyết giảng nó mang cái tính dẫn dụ, câu dẫn để kích thích người dân phải cúng dường, thậm chí có như vậy là còn mong muốn là cúng càng nhiều càng tốt. Thầy quan đồng ý cái điều đó, và cái điều đó thì rõ ràng thí dụ như là nó trái với giáo lý nhà Phật, đúng không? Trái với giáo lý nhà Phật thì đã bị giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý rồi. Nhưng mà về cái cơ bản nhất theo thời quan á, người ta dẫn gì dẫn, mọi quyết định là do mình hết, đúng không? Bây giờ thời quan nói thí dụ như Thu Hiền hay là thân đi chùa, bây giờ thí dụ nó tới đó mà bây giờ nó không có tiền cúng dường thì mấy thầy mấy sư cũng đâu thể nói con không cúng dường con không được vô đâu, đúng chứ? Người ta vẫn vô tư, người ta đón chào hết tất cả bá tánh thập phương tới thăm chùa, cũng vãi gì đó rồi cũng ở lại. Thích có người thì ở lại dùng bữa cơm, có người không dùng cơm thì thôi, họ vào họ thắp một hai nén hương họ đi ra, chuyện nó bình thường. Tức là vấn đề thầy quan muốn đưa ra là cái chuyện cúng dường hoàn toàn không ai ép buộc hết, không ai bắt buộc mọi người hết, chẳng qua là chúng ta xuất phát từ cái tâm của chúng ta, mà bên Phật gọi là gì, là phát tâm gì đó, đúng không? Phát tâm. Mà một khi chúng ta đã phát tâm rồi thì tại sao chúng ta phải lại đắn đo lăn tăn về cái khoản đó làm gì, đúng mà? Thưa qua nói ví dụ thân đi chùa, và thí dụ hôm đó nó có nguyện vọng, nó có mong muốn, nó phát tâm nó muốn cúng cho dượng 500.000 đi, đúng không? Cúng cho dượng, cúng cho chùa 500.000, thì khi thân nó móc 500.000 nó cúng dường cho chùa, từ giây phút đó là coi như là xong rồi, là cái tức là cái tâm nguyện, đúng không? Cái tâm nguyện và cái trách nhiệm của 500.000 của ông thân tới đó là hết rồi. Và thân lúc đó nó mang cái cảm giác là gì? Ừ, mình rất là thoải mái, mình rất là dễ chịu, bởi vì đó là bởi vì sao? Bởi vì mình đã làm được một chút gì đó, đúng không? Một chút gì đó cho chùa, cho xã hội, cho những cái hoàn cảnh cơ nhỡ. Đúng không? Là mình mang cái tâm lý đó rồi, mình khỏi suy nghĩ. Còn cái chuyện về sau cái 500.000 đó chùa đó hoặc là những thầy ở trong chùa đó sử dụng như thế nào, đúng không? Thí dụ đúng mục đích thì càng tốt, còn nếu mấy thầy hoặc là sư trong đó mà sử dụng sai mục đích thì mấy thầy mấy sư đó phải tự chịu trách nhiệm với cái gì, với cái nhân quả, đúng không? Đúng không? Và với cái gì, với cái gọi là giáo luật của giáo hội Phật giáo Việt Nam, là họ phải chịu trách nhiệm rồi, đúng không? Đó, tức là vấn đề khi đó chúng ta phải rạch ròi ra cái đoạn đó. Rồi bây giờ ngược lại đi, đúng không Nguyễn Dung? Anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ ngược lại đi, xôn xao không giao mạng nó xảy ra cái câu chuyện, nó bóc phốt, nó cho rằng là ông sư này, ông thầy kia lợi dụng vào cái tiền này tiền kia để tư túi, đúng không? Rồi tư túi, rồi tự nhiên cái mình nhìn vô đó mình cảm thấy là vấn đề gì? Ví dụ như thân nhìn lại nó ủ chỗ mấy ông chơi vậy đâu có được, 500 của tôi, đúng không? Tôi góp vô cho mấy người kia, tại sao mấy thầy làm vậy?
thì nó mang tâm lý cho thân cảm thấy khó chịu. Nhưng mà chính lúc nói này, thơ Quang nói điều này có mọi người cảm thấy đúng không nha? Chính cái lúc mà thí dụ như cơ thân á, nó cảm thấy là ok, cái 500 đó nó bị cái gì đó, nó cảm thấy khó chịu trong người, thì cái tâm lý của ông thân có phải là đã là sân si không? Đúng không? Phải là sân si không? Bởi vì sao? Bởi vì ngay khi nó xuất phát điểm á, xuống cái 500 ngàn đó để cúng cho chùa đó, là cảm thấy trong cơ thể, trong con người mình đã làm được cái gì đó rồi. Và cái đó rõ ràng, nếu mà chúng ta nói về tâm linh, về Phật Pháp gì đó, thì ok, cái vấn đề đó là giáo hội hay là luật bên Phật bên gì đó, họ đã ghi nhận cái tấm lòng đó của thân rồi, và họ đã chứng nhận cho cái tấm lòng đó của thân rồi, đúng chưa? Còn bây giờ tự nhiên xong rồi giờ quay lại mà ngừng thân, nó thôi không được, thôi trả lại cho tôi đi, đúng không? Mà ông làm gì không được, mà ông trả lại cho tôi đi không? Thì có phải cái thời điểm đó là thân ra sân si chưa, sân si về cái khoản cúng dường chưa, đúng không ạ? Chúng ta đặt rồi đó, mình đã xuống mình cúng dường rồi, thì cái tâm nguyện của mình đã hoàn thành và đã được Phật chứng giám, cái đó rõ ràng ở cái điểm đó, đúng chưa? Còn cái khoản về sau đi á, các sư các thầy làm cái vấn đề gì đó, thì các sư các thầy đó phải chịu trách nhiệm trước Phật, hay là chịu trách nhiệm về cái nhân quả, hay là chịu trách nhiệm về giáo luật của giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu cái điều đó bị phát hiện ra, phát giác ra, đúng không? Mà rõ ràng ở đây là gì đó, ở đây vấn đề là không ai chứng minh được cả, không ai chứng minh được là các thầy đó tư túi riêng, đúng không? Chỉ nhìn vào cái ngoại cảnh bên ngoài, ồ thấy ông này đi e black, thấy ông kia đi âu đì, thấy ông này đi cái ghẻ kia, thì mặc nhiên cho rằng đó là mấy ông đó đang tư túi tiền của bá tánh, đúng không? Và lên án cái điều đó, thì mình nghĩ cái điều đó nó chưa có đúng đắn lắm. Biết đâu, thưa quan nói ví dụ, biết đâu, đúng không? Thí dụ như là khi cái ngân sách nó về với chùa, về với giáo hội, thì họ có những phân ra những cái khoản, những ngân sách chi vào những cái việc gì, thí dụ như xe cộ xăng nhớt, hay là vấn đề gì đó để cho các vị sư hay là các vị đại đức lớn tuổi đi tới đi lui trong vấn đề là họp trị sự văn chùa v.v. Cái đó mình không hiểu, nhưng mà ý là mình thật quan muốn nhìn theo cái hướng đó. Bởi vì mọi chuyện không rõ ràng, chúng ta chỉ thấy như vậy thôi, thì chúng ta đặt vấn đề về cái cơ sở, chúng ta đặt vấn đề là nó cũng có cơ sở chứ không phải là không, đúng không? Bởi vì nghĩ tâm lý mà, tâm lý mọi người cứ nghĩ là đã là đi theo nhà Phật là tứ đại gia không gì đó. Nhưng mà mọi người phải nên hiểu, bây giờ thế kỷ thứ bao nhiêu rồi, không lẽ giờ bắt mấy ông thơ sư ông thầy mới cuốc bộ từ chùa này qua chùa kia như cái thời Nguyên Thủy hay sao? Hay là bắt mấy ông thầy thôi bây giờ chỉ đi cưỡi ngựa thôi, cưỡi ngựa cũng không được nữa, đúng không? Cưỡi ngựa cũng không được, nó thì nó phạm vào giới luật gì đó. Hay là đạp xe đạp, mọi người cứ hình dung xem, mà từ đây mà ví dụ đạp xuống tới cái tỉnh nào này cái tỉnh kia, làm sao mấy ông đạp được? Mấy ông đạp rồi mấy ông còn cái sức với lại cái gọi là cái tuệ của mấy ông đâu để mấy ông đi giảng kinh, đúng không? Cho nên ở đây theo quan muốn mọi người chúng ta nhìn một cách công tâm, cái liên quan tới cái chuyện cúng dường, trước tiên chúng ta phải khẳng định ngay và luôn, không ai ép buộc hết. Mọi người cúng hay không cúng, nhà chùa nhà Phật họ cũng không ép mọi người cúng. Cúng hay không là do cái tâm nguyện của mỗi người, do cái phát tâm của mỗi người cảm thấy, đúng không? Cảm thấy à, con dư ra một chút, hay là con có điều kiện hơn người kia, bởi vì con chung tay với chùa, chung tay với giáo hội, góp một chút công sức gì đó để tạo phước cho đời, vậy là xong, đúng không? Còn rõ ràng mấy người kia họ xài như thế nào, họ sử dụng ra sao, sang mục đích hay vấn đề gì đó, thì họ chịu trách nhiệm. Mà thơ quan tin rằng á chỉ một vài cá nhân thôi, thí dụ có nha, một vài cá nhân thôi, chứ còn chúng ta nhìn nôm na xem chùa, thí dụ thơ quan nói thí dụ như là chúng ta biết cái chùa này, biết một cái chùa này nó nhỏ, nó phạm vi trong vòng thí dụ như là 10 mét thôi, đúng không? Năm 10 năm sau khi chúng ta quay trở lại thì nó lại rộng lớn lên thành 20-30 mét, nó khang trang hơn, nó đẹp đẽ hơn, cái dịch vụ thế này thế nọ nó chất lượng hơn, nó tức là nó thích nghi với cái hiện đại hơn,
thì xin hỏi mọi người chứ chi phí đó đâu ra, đúng không? Chi phí đó đâu ra? Bởi vì hôm bữa thầy Quang mới giật cái tatút á, thầy Quang xin hỏi mọi người thôi, bây giờ mọi người nhìn lại từ cổ chí kim xem nha, từ cổ chí kim trên toàn cầu luôn, trên toàn thế giới luôn, mọi người có thể dẫn chứng cho thầy Quang thấy một cái tôn giáo nào đó mà tồn tại được ha, tồn tại được mà không cần tới tiền cúng dường của bá tánh hay là tín đồ, đúng không? Tôn giáo nào cũng vậy thôi, tôn giáo nào cũng vậy thôi. Có thể xuất phát điểm, có thể xuất phát điểm, ví dụ cái tôn giáo đó mới, họ muốn thu nạp tín đồ nhiều đông gì đó, thì họ có những cái mạnh thường quân ở sau lưng tài trợ nhé. À, thì họ sẽ đưa ra những cái khoản này khoản kia để gọi là gì, để cái kích thích tín đồ đi vào cái tham gia vào cái giáo phái của họ. Thì vừa rồi mọi người cũng thấy rồi, mọi người nhân nhân cái vụ của ông Thích Minh Tuệ, mọi người cũng thấy rồi cái đạo nhân quả gì đó, đúng không? Mọi người cũng thấy cái đạo nhân quả gì đó. Và hôm nay như cũng có thông tin, cũng có thông tin là ông bên đạo nhân quả đã được cơ quan chức năng nó mời lên làm việc và cũng ký giấy ký tờ gì đó, đó cái bước đầu thôi nha. Chứ còn bây giờ cái chuyện nói thiệt, tôn giáo tồn tại bắt buộc phải có kinh phí thôi, nói thẳng ra với nhau như vậy luôn, phải có thôi, không có không được. Bây giờ thôi quan đặt trường hợp nè, tôi đặt trường hợp, tôi nói ví dụ đi, kể cả ông Thích Minh Tuệ đi nha, và tinh thần là thấy giờ là như vậy, quyết tâm của ông Thích Minh Tuệ là như vậy á, thưa quan đồng ý luôn, thưa quan cũng đồng ý luôn, thưa quan cũng là cho là thưa quan tin theo cái điều đó luôn. Nhưng mà mọi người cứ hình dung đến một ngày nào đó cái số lượng mà gọi là ủng hộ nó đông lên rồi đó, đúng chưa? Thì sao? Thưa quan đặt luôn vấn đề là ông Thích Minh Tuệ không cần gì hết, không cần gì hết, không đòi hỏi gì hết, không ra yêu sách gì với tín đồ hết, nhưng đâu đó thí dụ như mà một người nào đó họ tự cho rằng họ đại diện trong cái nhóm đó, giống như cái chuyện cái thằng Kim Cang đó, đúng không? Mới đây đó, vừa rồi thôi đó, nó đứng ra nó can thiệp là gì, người nào được vào gặp, người nào không được vào gặp, và thậm chí ngồi phát những cái chai nước gì đó bá tánh tới cái gì đó, mọi người thấy rõ rồi, clip thôi quan đưa lên rồi, tới vái tới quỳ tới lạy đó để xin được mấy chai nước đó, đó để gọi là thỉnh mấy chai nước đó, đó. Đúng chưa? Đó bước đầu thì ok, bước đầu thì chúng ta thấy hoàn toàn mọi cái là phi hết, phi hết. Nhưng mà đâu đó trong cái mùi vị mọi người thấy có vấn đề gì đó gọi là u mê cuồng tín không? Đúng chưa? Mà về lâu về dài mà nó nhân động lên thì sao? Thì sao? Thì qua nói ví dụ nha, thì qua nói ví dụ sau này đi, to lên rồi. À cái cha Kim Cang nói thôi giờ bá tánh thế này đi với vấn đề điều kiện như thế này cũng không có cô ở đâu có để cung cấp cho đủ, đúng không, để phát miễn phí cho bà con, thì thôi nếu bá tánh có lòng thành thì mỗi người chung tay một chút, đúng không, chung tay một chút để ủng hộ cho nhóm cho này cho kia, mới có điều kiện mới có đầy đủ để phát cho thêm những người sau, những người đến sau, những người không có, thì họ mọi người cơ quan họ mọi người những người đó đóng không góp không, đúng không, góp liền sao không góp, góp liền sao không góp, thậm chí góp vô tư luôn á, đúng chưa? Mà nói cái gì thì nói, ở đây tôi quan nói nha, tôi đặt quan đặt vấn đề là tôi quan chưa đặt vấn đề là có dính dáng tới ông Thích Minh Tuệ nha, tức là tôi quan nói là những cái tay dưới thôi đó, giống như tôi quan đang cho vấn đề là những tay dưới nó qua mặt á, nó qua mặt á, bởi vì cá nhân ông Thích Minh Tuệ ông nói không liên quan tới ai mà, đúng không? Thì ông cũng có quyền ông không nhận trách nhiệm về cái điều đó, đúng không? Bây giờ những tay dưới theo mọi người thấy cái mùi có không, nó qua mặt nó kêu ơi thôi bây giờ thấy thầy đi cực khổ quá suốt 5-10 năm qua mà cứ vậy hoài, thấy có vẻ nó cũng không ổn, đúng không? Rồi cũng lo ngại sức khỏe cho thầy, thì thôi giờ trong nhóm là anh em đây có một nhà mạnh thường quân đã đưa ra là với cái tài trợ cho nhóm đường tỷ, để lấy cái tiền đó xây cho thầy một cái am nhỏ nhỏ hay là một cái gì đó nhỏ nhỏ để cũng như nơi tá túc nghỉ ngơi, rồi tới mùa gì đó thì
tu tập tại đó, còn không thì lại đi khất thực, tức là một có một cái nơi trú ngụ, một cái trụ sở cụ thể, đúng chưa? Nhưng mà với cái tiền tài trợ của nhà tài trợ như vậy, mạnh thường quân như vậy thì nó không đủ, thì rất cần sự chung tay của bá tánh để làm một cái gì đó nó khang trang, nó đẹp đẽ, đúng không? Đúng rồi Nguyễn Dung, không ai lên án Hồ Minh Tuệ, lên án bọn ăn theo, ok đó. Tức là bây giờ anh đang đặt trường hợp cái bọn ăn theo nó tự tung tự tác, nó bày ra nó làm á, thì anh hỏi Nguyễn Dung á, anh hỏi Nguyễn Dung nha, thì những người mà đang ủng hộ ông Tuệ họ họ đồng ý không, họ họ làm theo không? Chào anh Phạm sĩ, đúng chưa? Đó, chắc chắn họ làm theo thôi, bởi vì họ cũng đang bị ngộ nhận vấn đề, họ không hiểu được, họ không hình dung được câu chuyện, họ chỉ họ đang tức là họ đang cuồng tín, họ 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 yêu quý ông Thích Minh Tuệ, đúng không? Chứ họ họ không hình dung câu chuyện khác, và cái tâm của họ họ cũng chỉ nghĩ là họ xuất phát ra những khoản đó chẳng qua là phục vụ cho ông Thích Minh Tuệ thôi. Đó, cái vấn đề là nó nằm ở chỗ đó nữa, Nguyễn Dung hình dung không? Tức là mình đang đặt vấn đề, là những thành phần đu bám ăn theo đó, đó nó tự nó bày ra những cái chuyện đó, nó tự nó bày ra những cái chuyện đó thì sao, quá đẹp đúng không? Làm được không? Được, nó cái vấn đề đó thì tôi quan chỉ nó sơ qua vậy thôi, tôi quan vấn đề chính là chúng ta tôi quan muốn nói mọi người á, chúng ta nên nhìn nhận kỹ lại cho rõ lại vấn bản chất vấn đề. Riêng về cái việc cúng dường, chúng ta phải khẳng định ngay từ đầu, không ai ép buộc mình hết, không ai ép mọi người làm hết, không ai ép mọi người là phải cúng thế này cúng thế nọ hoặc là cúng bao nhiêu cả. Nó xuất phát từ cái phát tâm của mọi người, muốn làm bao nhiêu mọi người làm, còn không cũng được không sao, đúng chưa? Thơ quan ngày trước á, thơ quan lúc đi làm đó mọi người nhớ không, thơ quan thường đi, thì thơ quan hồi đó thơ quan cái tuyến Vũng Tàu á, thì thơ quan thích về trên đường đi về, hay thơ quan hay thích ghé vô cái chùa đó, gọi là cái chùa, cái tên đó là như là chùa Phước Nguyên thì phải, chùa Phước Nguyên thì phải, nhưng mà trong cái giới mà chạy xe hay gọi đó là chùa Bún Riêu, gọi là chùa Bún Riêu, bởi vì ở chùa, tại cái ngôi chùa đó anh thích, thưa quan thích cái gì phải không, thích cái món chao á, món chao của cái chùa đó đó ăn rất là ngon, cho nên mà có dịp đi ngang là cứ ghé vào đó mua mua vài hũ về để dành ăn vậy đó. Đó thì cái chùa đó gọi chùa Bún Riêu, tại sao? Tại vì chùa đó đó là lúc nào vào á cũng có bún riêu để ăn hết đó, ví dụ khách vào hay bất cứ ai, không cần biết, cứ người bất cứ ai vào cũng được, vào đó là xuống là thích ăn bún riêu thì có người nấu cho ăn, thậm chí là ngoài ra còn có thêm mấy món chè, món này món kia nữa, thì mấy cái khoản nó hỏi mọi người chứ tiền đâu ra, đúng không? Tiền đâu ra, các sư các cô các thầy đâu đâu có phải nào đi ra ngoài làm công nhân rồi để lấy lương về mà đắp vô cho chùa đâu, thì tiền tiền cũng là tiền cúng dường của bá tánh chứ tiền của ai, đúng chưa? Cũng là tự phát tâm của mọi người thôi chứ ai. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo cái chuyện này, phải rõ ràng với nhau, chúng ta phải hiểu là như vậy. Tiền cúng dường không ai ép hết, anh muốn cúng 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 thôi, cúng nhiều tùy anh. Còn mấy ông thầy ông sư tăng nào mà có những bài giảng, cái thuyết giảng nó mang tính gọi là nó trái với đạo giáo lý nhà Phật ha, hay là mình nói là nó lệch chuẩn đi, nói lại vậy cho nó dễ hình dung đi, thì đó mọi người cứ mạnh dạn báo lên ban trị sự, đúng không? Còn không nữa là những có những cơ quan mà họ tiếp nhận những cái thông tin đó để họ xử lý, mà nghe cái chuyện đó mà chúng ta không không mạnh dạn đấu tranh thì chúng ta chắc cái gì? Cho nên thực sự á, mọi người nhìn lại có đúng không, những người á, những người mang cái mang tư tưởng mà sân si, là tiền này tiền cúng dường kia, thì mình thơ quan cho rằng chính những người đó mới là những người tham sân si, tham sân si rồi ha. Thì thơ quan xin phép mà xuống cái like ở đây, bởi vì mình cũng có việc, nhưng mà thực ra là có việc hôm nay là mới tranh thủ là like sớm một tí. Thì thơ quan xin nhắc lại cái vấn đề chính trong cái buổi live hôm nay, thì nó hai vấn đề. Một là chúng ta nên nhìn nhận lại về cái việc cúng dường, đúng không? Thầy quan xin khẳng định cái việc cúng dường á là hoàn toàn tự nguyện của mỗi cá nhân, từ cái lòng phát tâm, hay mình nói chính xác hơn
từ cái lòng thiện nguyện muốn chung tay cái gì đó, không ai ép buộc được hết. Những người á, những người mà bây giờ mà cứ đề cập vào cái, tức là xoáy vào cái chuyện cúng dường để mà mang cái mục đích gì đó, thì chính những con người đó là những con người đã sân si đó. Kể cả những con người đó là trước đây đã từng xuống tiền cúng dường luôn, cũng là người sân si luôn. Theo thời quan là như vậy, tôi qua nói từ đầu mà, đúng không? Bởi vì cái xuất phát tâm của chúng ta là chúng ta tự phát thôi. Và rõ ràng khi cái tâm lý anh cúng dường là anh mang một cái tâm nguyện gì, đúng không? Một cái tâm nguyện gì đó nó rất là tốt đẹp, nó rất là cao cả và nó rất là thiện lành. Và một khi chúng ta đã chấp nhận chúng ta cúng dường rồi, là chúng ta đã hoàn thành cái tâm nguyện đó của chúng ta rồi. Đúng không? Vậy chúng ta phải suy nghĩ về cái khoản cúng dường đó nữa để làm cái gì? Và nếu mà chúng ta suy nghĩ ngược lại thì có phải chúng ta đang sân si không? Đúng chưa? Có phải chúng ta đang sân si về cái khoản cúng dường của chính chúng ta không? Đúng không? Còn cái chuyện cái cúng dường mà như tôi qua nói, nhà chùa hay sư thầy sử dụng sai, thì chính những người đó phải chịu trách nhiệm với luật nhân quả và chịu trách nhiệm trước giáo luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn cái chuyện của bá tánh, khi các anh đi chùa, các anh cúng dường là các anh đã hoàn thành được cái tâm nguyện của các anh rồi. Mà cái tâm nguyện đó theo quan tin rằng rất là tốt đẹp, nó tạo phước báo cho cá nhân các anh hay là cho đời, cho xã hội gì đó, rất là tốt đẹp, đúng không? Cúng cho đã xong không ai ép hết á. Cúng cho đã thực ra là cũng cầu mong cái gì đó cho bản thân, cho gia đình thôi. Bây giờ tự nhiên cái nghe ba cái tin tào lao đâu trên mạng, nó chọc máy cái quay lại cái cảm thấy là sân si thế này thế nọ, rồi nổi sừng, nổi máu, nổi sừng cồ lên, xù lông nhím lên, thì có phải là tham sân si không? Đúng không? Nông dân công nhận anh điều đó không? Định chia tay mà đòi mà lại đầu quà đó, chơi kỳ đó, nông dân đó. Yêu em gì? Yêu em anh không đòi quà hả? Đó, đúng không? Chơi vậy đâu có được. Chơi vậy là chính bản thân mình là cái kẻ tham sân si chứ không ai đó. Đừng có bao giờ mà đi lên mạng mà trấn áp người khác cho là người khác tham sân si, làm bậy làm bạ. Vớ vẩn. Rồi thêm một điểm nữa thôi, xuống like. Chúng ta nên nhớ một điều rằng chúng ta sống ở đâu cũng vậy thôi. Ngay gia đình chúng ta thôi cũng phải có tôn ti trật tự trong một cái nhà đó. Cũng phải là người ta nói gì, cha nó chết chú còn chú nó khôn. Có nghĩa là gì? Mọi vấn đề trong phạm vi nào cũng vậy, nó cũng phải có luật lệ riêng. Nó cũng phải nguyên tắc riêng. Nó cũng phải có một cái quy định riêng. Đúng không? Chứ nói đừng có nói gì mà một cái xã hội rộng lớn. Mà các anh cho rằng mẹ sống không cần biết, miễn sao thế này miễn sao thế kia là tầm bậy, là cái thằng là cá nhân đó, những cá nhân đó là đã đang hình thành cái tư tưởng gọi là bất tuân dân sự rồi đó, là đã bị tiêm nhiễm cái tư tưởng đó rồi đó. Vậy nha. Ok, xin chào tạm biệt mọi người, bye bye.